We have the translator here. Thưa các cô, các bác, các anh chị, các cháu, những người Việt đang sống xa Tổ quốc, những người con yêu dấu của đất mẹ, của non sông Việt Nam tươi đẹp, giàu lịch sử, nhân văn và truyền thống anh hùng. Dear aunts, uncles, brothers and sisters, nieces and nephews, our Vietnamese people living far away from the homeland, our beloved children of the motherland, of the beautiful country with rich and humanistic history and heroic traditions always. Thưa ngài đại sứ Tariq Osman Haidar, một nhà ngoại giao cấp cao, người đã tới Hà Nội năm 1973 để lần đầu tiên thành lập đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam. Dear His Excellency, Mr. Tariq Osman Haidar, a very senior diplomat who went to Hanoi in 1973 for firstly setting up of the embassy of Pakistan in Vietnam. Thưa ngài đại sứ Salahuddin Chowdhury, nguyên đại sứ Pakistan tại Việt Nam. Dear His Excellency, Mr. Salahuddin Chowdhury, former ambassador of Pakistan to Vietnam. Thưa ngài đại sứ Zaygamuddin Azam, nguyên đại sứ Pakistan tại Việt Nam và phu nhân. Dear His Excellency, Mr. Zaygamuddin Azam, former ambassador of Pakistan to Vietnam and Madam. Thưa ngài Shakir Ahmed, một người bạn tuyệt vời của đại sứ quán Việt Nam, của tôi cũng như các đại sứ Việt Nam tiền nhiệm, Mr. Shakir. Dear Mr. Shakir Ahmed, a great friend of the embassy of mine as well as of previous Vietnamese ambassadors. Thưa các quý bà, quý ông, những người bạn Pakistan thân mến của chúng ta. Dear embassy staff and family, ladies and gentlemen of our Pakistani friends. Thưa toàn thể cán bộ của đại sứ quán và gia đình. Dear embassy staff and family. Hôm nay tôi rất vinh dự được đón chào, gặp gỡ đồng bào ta từ khắp nơi trên đất nước Pakistan tại đại sứ quán Việt Nam trong dịp đầu xuân, Tết âm lịch Giáp Thìn 2024 tại sự kiện Xuân quê hương này. Today I am very honored to welcome and meet you all, especially the compatriots from all over the friendly country of Pakistan at the Vietnamese embassy on the occasion of the beginning of spring, the 2024 Lunar New Year of Jagin, this homeland spring event. Sự có mặt của kiều bào Việt Nam hôm nay cùng với chúng tôi tại đại sứ quán chính là sự trở về với nguồn cội gốc rễ. Khi dịp Tết đến xuân về là sự trở về, sự hội tụ của tất cả những người con yêu thương của đất Việt, trong đó có tôi và cán bộ gia đình đại sứ quán, là sự trở về với lịch sử, sự trở về với truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam của tất cả chúng ta. The presence of Vietnamese overseas today, together with us at the embassy, is a return to our origin, our roots when Tết and spring come. It is the return and convergence of all our beloved homeland's people, including me and the embassy's officials and family. It is the return to Vietnamese history, traditions, identities, and cultures for all of us. Sự kiện hôm nay cũng là dịp để chúng ta cùng chung vui đón năm mới âm lịch Giáp Thìn 2024 cùng bạn bè Pakistan với kỳ vọng về một năm mới sẽ chứng kiến sự phát triển, phồn vinh, thịnh vượng cho tất cả người Việt Nam chúng ta, cũng như những bạn bè thân thiết Pakistan. Today's event is also an opportunity for all of us to celebrate the Lunar New Year of Dragon 2024 with Pakistani friends, with the expectation that a lunar new element, prosperity and happiness for all Vietnamese people as well as our dear Pakistani friends. Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, thay mặt Đại sứ quán, với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới tất cả các vị khách quý những tình cảm thân thiết và những lời chúc đầu năm mới âm lịch Giáp Thìn 2024 tốt đẹp nhất. On behalf of Vietnam, of the Vietnam's embassy in Pakistan, with personal affection, I would like to send a message of kind regards, close feelings, and best wishes for the Lunar New Year of Dragon 2024 to the beloved sons and daughters of motherland Vietnam, to all distinguished guests. Như chúng ta đã biết, năm 2023 qua đi với nhiều khó khăn và biến động lớn, phức tạp, khó lường, bất chấp gia tăng xung đột kéo dài, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực, thời tiết ngày càng trở nên cực đoan và thiên tai khốc liệt, kinh tế thế giới chậm phục hồi, tác động tiêu cực tới mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.
As we already knew, the year 2023 ended with many major, complex, and predictable changes, increased certainty, prolonged conflicts, global wars taking place in many areas, and the weather becoming more and more extreme, and fierce natural disasters. The world economy is slow to recover, negatively affecting every country, including ours. Trong bối cảnh đó, chúng ta có quyền tự hào rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có đóng góp không nhỏ của kiều bào ta nước ngoài, bao gồm cộng đồng người Việt tại Pakistan, đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại đã không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững. In that context, we have the right to be proud that under the wise leadership of the Communist Party of Vietnam, with the efforts of the entire nation, including significant contributions from our compatriots abroad, of which overseas Vietnamese community in Pakistan is an important part, the country has great achievements in all fields, political, social stability, defense and security is maintained, foreign relations have continuously expanded and deepened, high and sustainable economic growth. Trong 3 năm sau Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 2,56%, năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5% trong bối cảnh không thuận lợi của đại dịch COVID-19. Năm 2023, tăng trưởng GDP đạt hơn 5%, tỷ lệ cao so với các nước trong khu vực và thế giới. Lần đầu tiên, GDP nước ta đạt 430 tỷ USD.